Rồi chào anh em nhé. Nay mình lên clip mình bàn gì gà vịt chứ anh em ơi. Chứ không bà biết gì đâu mà nói, mình chỉ biết bên gà vịt thôi. Thì cái mùa này anh em cũng biết là vô cái mùa mưa, gió bão rất là dữ. Thì sẽ làm cho nhiều con gà bị bệnh rất là nhiều. Mà đa số mùa này mình thấy bệnh không có bệnh gì nhiều trên á. Chảy mũi với khò không à. Sưng mặt. Thì những cái bệnh đó là đặc trưng luôn á. Mình nói thiệt với anh em là những cái bệnh đó đặc trưng của con gà. Sổ mũi, sưng mặt, khò khè. Như đặc trưng. Chứ mà về mà cái bệnh khác thì nó cũng ít. Nó không nhiều, thông dụng nhất là cái sưng mặt, sổ mũi, khò khè. Là đa số này bị nhiều quá đó. Còn mà gà mà nói chung là ngừa bệnh nhiều cái, nhiều khi anh em hỏi rồi gà đó bệnh vậy vậy, anh em mua thuốc gì anh em chích ngừa bệnh. Mình nói thiệt chứ gà mà chích thuốc ngừa bệnh không cũng cần, không có cần gì cái mà ngừa bệnh nó hết đâu anh em ơi. Tại thường mấy cái bệnh đó là không có cần ngừa nhiều, con là bởi vì xử lý của nó thôi. Còn nếu mà ngừa bệnh mà chích á thì chỉ có chích là về về dịch tả thôi. Thì tại vì tả là khi sốt rồi nó đó là nó chết rất là lẹ. Nhiều con gà đang ngủ trên cây rất chúng mà bệnh 4-5 con lượt luôn anh em. Thì đó là cái đó chích là phải ngừa ok đó. Còn gì khò khè này nọ thì sưng mặt này nọ khó chích. Tại vì nó chích nó cũng bị à. Mình nói thiệt. Khổ là ngừa. Cái đó bị con nào bắt ra con đó xử lý thôi, cho nước riêng ra xử lý rồi. Khỏi chích, tại vì mấy cái đó chích không được đâu. Còn cũng có mấy anh em hỏi gì mình đủ hướng hết. Nói chung hỏi gì sao mà con gà nọc á, nó đạp má xong nó gót. Thì mình nói với nè, không phải nó gót đâu. Nó nhiều con gà nó già, nó đổ nết, lum nó phân ganh. Không phải nó gót. Nó anh em thả đi rồi gà má gì đó. Hiểu như bình thường lúc mình đang đun đương thời mình bắt mình đá bình thường đúng không? Cái sau này mình bắt ra mình thay lông mình đó bị cựa nặng gì đó mình thả máy. Thì nó sẽ đi hay còn máy thời gian. Thì nó sẽ bị phân ganh. Cái đó mình thấy ra số nó bị nhiều. Tại vì mình cũng bị rồi mình biết. Nó sẽ bị phân ganh. Nó giờ này chín mấy đó mà gà nó quậy gì đó. Gà nó cũng vậy chứ. Cái nó bị phân ganh. Nó sẽ bị phân ganh rồi cái anh em mới nuôi. Nó anh em nói rồi sao mà đập máy sao có nó gót luôn. Sự nó không có gót đâu. Nó anh em thả gà máy đã thả gà trống gà khác rồi vô đi. Nó đã sống chết luôn á. Nói chung nó hay nó già nó đổ nết nó hay lông con gà. Nói chung là hay đổ mình không hiểu anh em ơi. Khó hiểu lắm. Cái đó khó giải thích lắm. Thì anh em cũng không cãi mình đi. Là nói chung mình nói là con gà thả máy là phân ganh. Cho dù anh em đá mấy cái không biết. Nhiều con đá xong cái nó điềm heo mái xong nó phân ganh luôn. À, giờ đi nó quậy là ấm xong. Giờ nào ngày nào vậy chín mấy mình tắt đèn nó la hoài vậy đó. Thì mấy con gà phân ganh đó thì nó cũng chung rồi, cũng có nó già nó hay lông nó cũng khó chè hiểu lắm. Cũng như gà hay nếu phân ganh, tại vì mình cũng làm con mấy con rồi. Cũng như nếu mà anh em thả trong cái khu vực đó mà nó đi vô cái ganh đó mấy anh núp gà đảm bảo con gà trống nó không dám vô. Con gà đó ăn nhiều cá không biết. Nó sẽ không dám vô khu vực đó. Nó vô tới đó là sừng gáy, tự động sừng gáy nó chạy ra ngoài theo cái khu kia lại gì cả máy nó không vô đảm bảo. Một cái cột nhà hay dù cái cột nhà anh em tới đây thôi, nó đi tới đây là đảm bảo nó sừng gáy nó đi vô lại liền, nó không vô đi ra ngoài. Thì nếu mà anh muốn tình trạng nó như vậy á, thì anh em lúc mà bắt đập máy xong bắt vô đem chỗ khác đừng có nuôi vòng vòng khu vực đó. Nó ngộ lắm. Đem chỗ khác nuôi luôn. Là mình đảm bảo này nó con gà trống nó không nó già nó không sao đó. Chứ nó đang dắt cái máy mà nó bị giờ là đảm bảo nó bị hư liền, nó bị gót liền á. Tại mình cũng làm nhiều con nó vậy. Nói chung mình thả mà nó bị tình trạng như mình nói nãy nó sừng gáy á, mình bắt vô là mình không có nuôi khu vực đó. Mình đem thẳng chỗ khác mình nuôi là con gà nó không bị. Còn như anh em thấy rồi, nó sao con gà nó đập máy xong cứ bắt vô nhốt vô cái sừng gáy hoài.
Thật sự anh em nuôi gà phải hiểu là nhìn nó đi theo ganh, nó đi theo mái, nó phân ganh thì lúc nào cũng vậy, con mà trước con mà sau là nó không có đụng chạm với nhau. Mấy anh em hỏi em, hỏi máy máy đẻ mấy trứng ấp là tốt, thì mình nói với anh em là từ 8 trứng trở lại thôi, tại vì gà mái khi nào nó đẻ nhiều lắm, với con mấy con gà mái đẻ nhiều đó thì nó không hay nữa. Từ nói chung đúng ra mà theo chắc dở ha, là gà nào đó từ 13 trứng trở lại là chuẩn nhất, còn mà nó gà mái mà càng đẻ càng ít á là càng hay. Đẻ con đẻ 6 trứng, 6 trứng là đó giờ mình nuôi gà mái mình ít khi nào đẻ nhiều, 6 trứng nhiều lắm 8 trứng á, mấy gà mái mình thấy chứ đẻ cũng nhiều chứ. Như bầy con gà mái của ba anh mà bầy đạp đổ với gà xám chân vuông mà nó nở bầy con đó, sự ra cái đó là cái bầy nó lại không, nó không phải chính con đâu, tại vì còn con gà mái em nó trưng bày đặng. Thì anh em nếu mà có thể nhớ clip anh em sẽ dòm lại cái clip đó, là hai con gà mái đẻ mình đạp nó hai con gà mái là nó mới được, là nó mới được chín con đó, chứ không phải là một một con mái đâu, hai còn 2-3 trứng kia nữa mình bắt gà mái kia ra đó mình đem chỗ khác mình đổ. Thì đó mình nói anh em á, gà mái đàn ít càng tốt. Nói chung tối mình bàn xàm cho anh em ơi, mình cái gì thực tế mình nói à. Còn anh em mày hỏi một năm người mái đẻ bao nhiêu lần tốt, tùy anh em, như anh em muốn cho đẻ bao nhiêu lần là bên em cho đẻ thôi. Cũng như nhiều con gà mái á, nó sẽ có tình trạng gà mái nó giữ con lâu, nhiều con gà mái á nó đẻ con ra là 1 tháng nó mổ con luôn, nửa tháng nó cũng mổ nữa, nó không giữ. Còn nhiều con giữ gà mái con nha, nó có con gà mái mình thấy rất là nhiều, nó đi ấp, nó đi đẻ nó ấp phải không, mà con nó 4-5 tháng luôn, còn đi vẫn còn đi theo mẹ, nó bay lên cái ổ của mẹ nó ngủ chung luôn á, không bỏ. Rồi con mạnh kỳ luôn á, con ký mấy 2 ký vậy đó, gà nào á, mình thấy gà nào như gà tre cũng thấy đường làng trên bạn mình, nó vô nó ấp rồi là con bay lên cái thúng nằm chung luôn, không có vô ổ thôi nằm ngoài. Rồi gà nào vậy thì mình thấy có con đang ấp á, rồi con bay vô trong ấp luôn, nằm với mẹ luôn, nó không đi, nó đi đâu cũng đi, đi cũng vòng vòng đó, hồi cũng đi vô gà mẹ nè. Thì giờ nó chung nở ra thời gian tự động nó bỏ mẹ đi, tại vì mẹ nó ấp hoài không có dắt đi, tự từ nó quen nó đi luôn, nó không đi chung. Đó thì mình nói với anh em nó là như vậy. Rồi cái để mình nhớ cái gì mình nói anh em ơi, anh em hỏi cái gì mình trả lời đó, nhớ cái gì coi anh em hỏi cái gì. Nói chung mình coi bình luận cũng đụng lắm, cho mình coi với người này mình vừa coi xong cái này cái điện thoại cái mình nói chuyện điện thoại người ta chia sẻ cái mình cũng quên cái là hỏi cái gì nữa mình cũng quên luôn, buồn ngủ quá trời chục mấy anh em ơi. Rồi tới clip tới đây, anh em ơi. Mình buồn ngủ quá trời ngủ rồi. Trong mắt mình cũng sụp mí luôn. Cái chuyện mình em nó nhăn nhăn hoài buồn ngủ rồi đó. Rồi cái tới đây thôi em ha. Để rồi mình sẽ gà sót mấy cái bình luận lại rồi mình coi cái nào đó mình hợp lại rồi mình làm cái clip cho anh em nha, chia sẻ tiếp. Quên anh em ơi.